Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, Tổng giáo phận Paris tuyên bố vào sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2020 rằng một linh mục 43 tuổi của Tổng giáo phận đã sang Ý nghỉ phép và trở về Paris vào giữa tháng 2. Cha Alexandre Comte đã được chẩn đoán mắc COVID-19 và đã được đưa vào bệnh viện từ tối thứ Sáu. Tình trạng sức khỏe của Ngài hiện nay rất khả quan. Ngài nhắn tin cho các tín hữu rằng Ngài cảm thấy hồi phục rất nhanh và xác tín Đức Mẹ đã chữa lành cho mình. Mặc dù vẫn khỏe mạnh sau khi đi xe hơi từ Roma về Paris qua ngã Milan, Ngài cảm thấy áy náy trong lòng nên gọi số 15. Chính vì thế, Ngài mới biết mình bị nhiễm coronavirus. Do phát hiện sớm, Ngài đã hồi phục rất nhanh. Vì thế Ngài khích lệ anh chị em tín hữu hãy lần chuỗi mân côi giữa trận đại dịch này. Ngài nhắc cho mọi người nhớ rằng kinh mân côi là vũ khí chủ yếu của giáo hội trong các trận đại dịch kinh hoàng vào những năm thế kỷ thứ 14 và thế kỷ thứ 17, khi dịch tả lan tràn và giết chết nhiều người tại Âu Châu. Kính thưa quý vị và anh chị em, ngoài các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, đặc biệt là rửa tay thường xuyên, Hội đồng Giám mục Pháp, gọi tắt là CAF, đã gửi một hướng dẫn đến anh chị em giáo dân và các linh mục, bao gồm một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro lan tràn dịch bệnh. Các ngài yêu cầu các tín hữu không trao đổi bình an bằng cách bắt tay. Tất cả các linh mục được yêu cầu chỉ trao mình Thánh Chúa trên tay cho các tín hữu và không cho anh chị em giáo dân rước lễ dưới hình rượu. Hầu hết các giáo phận cũng yêu cầu nước trong các bình nước thánh được rút cạn. Kính thưa quý vị và anh chị em, đất nước Ấn Độ đang rơi vào tình cảnh lâm nguy do COVID-19 lan tràn, dẫn đến số người chết càng ngày càng nhiều và số người bị nhiễm cũng càng ngày càng gia tăng. Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho đất nước Ấn Độ và cũng như trên toàn thể thế giới bằng cách lần chuỗi mân côi giữa trận đại dịch này, chắc chắn rằng Đức Mẹ sẽ che chở cho chúng ta. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành.